BC Đại Nghĩa lần đầu lên tiếng chuyện thay thế Trấn Thành. BC Đại Nghĩa cố gắng làm tốt vai trò chứ không áp lực trước dấu ấn Trấn Thành tại Siêu Tài Năng Nhí. Chiều ngày 27 tháng 4, họp báo công bố phát sóng chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa 4 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của MC Đại Nghĩa, Sam. Chương trình năm nay thay đổi thành viên, ban giám khảo khi MC Đại Nghĩa thay MC Trấn Thành giữ vai trò cầm cân nảy mực cho từng tiết mục của các tài năng nhí. Trước sự thay đổi này, đại diện ban tổ chức tránh nhắc đến lý do loại Trấn Thành khỏi ghế giám khảo mà chỉ đưa ra quan điểm. Mỗi nghệ sĩ đều có sức sáng tạo và đối tượng khán giả riêng. Việc MC Đại Nghĩa tham gia Siêu Tài Năng Nhí mùa 4 sẽ giúp chương trình mở rộng thêm công chúng. Ban tổ chức còn cho biết chương trình có bí mật riêng và mong khán giả đón nhận Siêu Tài Năng Nhí mùa 4 trong những số phát sóng sắp tới. Với Đại Nghĩa, việc thay thế Trấn Thành ở Siêu Tài Năng Nhí mùa 4 là điều bình thường. Mỗi năm, chương trình sẽ có tiêu chí khác nhau, khán giả cũng mong chờ sự đổi mới. Chúng tôi không vì lý do này mà không nhìn mặt nhau bởi mỗi người đều hiểu được tính chất công việc, MC Đại Nghĩa cho hay. Nam Mắc Ca cũng không lấy dấu ấn của Trấn Thành làm áp lực cho bản thân. Với một chương trình dành cho thiếu nhi như Siêu Tài Năng Nhí, MC Đại Nghĩa cần một tinh thần thoải mái, vui vẻ để thực hiện tốt vai trò ban giám khảo. MC Đại Nghĩa nói thêm, để có được những thành công như hiện tại, chúng tôi đã có dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Khi tự đặt cho mình áp lực để ngồi vào vị trí nào đó, tôi cũng không thấy vui. Do đó, tôi luôn cố gắng làm thật tốt vị trí của mình chứ không sợ hãi trước dấu ấn của người đi trước. Siêu Tài Năng Nhí là cuộc thi dành cho các bạn nhỏ ở độ tuổi từ 4 đến 14 với những biệt tài và kỹ năng độc đáo trong nhiều lĩnh vực, trí tuệ, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật, ngoại ngữ. Chương trình chính thức phát sóng vào 20 giờ 20 phút ngày 4 tháng 5 trên kênh HTV7.